lên trên đầu mình. Ngày mai mình sẽ đem đến gọi một cục Rubik 4x4. Trong đầm giả này nó khá là rẻ, nó cũng thuộc dòng họ của Milan ha. Đây là Milan 4, đây là cái hộp bên ngoài của nó nè. Đó thì cũng y chang như những lần trước, còn những hộp trước mình làm thôi. Nó cũng có mấy phiên bản nè, như có phiên bản kia nữa, còn màu đây là cái bản màu trong hộp nó ghi nè, màu khoảng viền trắng, viền đen và không viền. Ở đây mình có một cái hộp của con Milan này không viền ha. Ok, trong hộp là có gì? Trong hộp là có cục Rubik, và trong hộp không thể thiếu cái gì, không thiếu chính là nhân sử dụng. Cái này bỏ qua bên, cái này không xài đâu. Này các bạn hãy lên mạng xem cách giải ha. Ok, về tổng quan màu sắc vẫn là rất là tươi, rất là tươi sáng. Các bạn xài một thời gian thì màu sắc nó sẽ tối đi xíu, nên có ấy được xíu là cái ngón tay các bạn cài cài ở đây thì có thể là nó bị xước. Các bạn có chấp nhận rồi, đối với tầm giá rẻ cũng may mắn mua chỉ có 40 mà, nhớ là vậy, cũng may mua 40 mà hình như là mua trong đợt giảm giá nữa cho nên còn rẻ nữa. Các bạn có thể thấy nè, mua cách mua công nghệ các bạn có thể lên bất cứ trang web Google hay là các trang mạng điện tử Shopee, Lazada, các bạn tải app về các bạn đặt. Trước mình thấy cục này bán giá 1.000 luôn á, sale á, 1.000. Các bạn thấy nè, quay khá là nhẹ, tiếng khá là êm ha, không có lớn đâu, quay khá nhẹ. Cắt góc thì không tốt nha, con này cắt góc thì dựng được, cắt góc dựng được nhưng mà không tốt. Nếu mà các bạn muốn quay nhanh mà quay bằng con này thì hơi ấy nha. Đối với mạng cơ bản tập chơi đó, thì các bạn nên mua cục này ha. Các lưu ý một lưu ý nhỏ các bạn là các bạn muốn chạy cục này các bạn không cần phải học cách giải 3x3 nhưng mà các bạn vẫn có thể làm được cục này. Nhưng mà các bạn giải sẽ giải được cục này nhanh hơn nếu các bạn biết được cách giải của 3x3. Nó coi là bất kỳ cục nào các bạn cũng có thể giải được mà không cần học từ cơ bản. Nhưng mà nếu mà các bạn học cơ bản từ 3x3 trở lên thì các bạn có thể bây giờ làm được những cục trở lên, giống như các bạn học 3x3 thì các bạn sẽ làm được 4x4, 5x5. Nó áp dụng công thức khác một xíu rồi, nhưng mà nghĩ là cũng khác hơi nhiều công thức một xíu. Nói tới đây các bạn ok, thì tổng quan nó vẫn là màu sắc khá là tươi, khá là nhẹ. Cục này mình nghĩ nó nhẹ cũng gần bằng những con 3x3 luôn á, gần bằng những con 3x3 mà hơi xinh xinh một xíu, hơi nặng nặng, nhưng mà nhẹ thì các bạn chơi sẽ cảm giác nó tay các bạn sẽ nhẹ hơn, không có nặng nề gì lắm. Mà cục Rubik đa số cục Rubik cũng không có nặng lắm đâu. Điện thoại các bạn có thể lên tới mấy trăm gram cũng là cầm được, cái mà mày nhầm nhò gì. Này khá nhẹ, quay các bạn thấy khay quá êm không? Đây cũng êm. Nhưng mà các bạn hơi rít thì có thể đối với cái loại mà nylon này từ 2-3 thì nó khá là nhẹ và quay nó mượt. Còn cục này mình thấy nó quay vẫn mượt nhưng mà nó hơi gắt một xíu, cho dù các bạn có chích dầu vô nổi rồi mình thấy vẫn còn gắt nữa. Rồi, mình sẽ ra cái video clip hướng dẫn các bạn xoay 4x4 này một cách đơn giản dễ hiểu, ngắn gọn và ít công thức, không gỡ công thức nhất có thể, mà cũng chỉ cần các bạn biết 3x3 rồi thì các bạn hãy làm một bạn rất là đơn giản thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video clip này, nhớ like subscribe cùng họ nhé. Sắp tới mình sẽ làm video hướng dẫn về cục 4x4 này, kênh của mình. Ok, các bạn nhớ xem nha, bye.